Bảy lọ vàng. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà. Khóa an cư năm ấy, Đức Phật cho các vị tỷ khưu được tùy ý đi các nơi kết tập. Khi hết hạn, các vị đều về thăm Phật và nhận chịu lời dạy bảo của Ngài. Phật và các vị trong 9 tuần xa cách, hôm nay về nơi Ngài đông đảo, Ngài vui vẻ, với lòng từ bi, cất cánh tay ngàn dòng xoáy, xoa đầu các vị, rồi hỏi: Các người ở xa, sự an cư có được yên không? Ăn uống có đầy đủ không? Ít bệnh, ít não không? Dạ, lại Đức Thế Tôn, nhờ công đức Thế Tôn, năm nay được an cư yên ổn, mọi điều kiện đều được đầy đủ, sự giáo hóa dễ dàng, chúng sanh vui vẻ. Công đức của Phật như trời cao, như biển cả, khắp nhân gian thiên thượng, ai bì kịp. Hôm ấy, thấy Ngài tuy hỏi han các vị, nhưng có một vẻ khiêm kính, khác mọi khi, chắc có một tâm ý gì khác. Nên tôi tới trước, quỳ thẳng chắp tay, bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài xuất thế là một việc rất hiếm có, công đức và trí tuệ rộng như hư không, lớn như pháp giới. Hôm nay Ngài hạ ý hỏi han các vị tỷ khưu một cách khiêm kính. Không rõ lời nói khiêm kính ấy là gần hay xa, cúi đầu chỉ bảo cho chúng con được rõ. Phật dạy: A Nan, muốn biết hãy để ý nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe. A Nan, câu chuyện này từ đời quá khứ đã lâu lắm, không thể tính được. Cũng châu Diêm Phù Đề này, có một nước lớn tên là Ba La Nại, có một người chăm làm giàu, được đồng nào chỉ mua vàng cất kỹ, không dám ăn uống may sắm, dần dần được một lọ vàng đem chôn. Cứ như thế chăm chỉ làm ăn, cực khổ đã lâu năm không dám tiêu xài và giúp đỡ cha mẹ anh em. Sao được 6 lọ nữa cũng đem chôn giấu hết. Qua thời gian, chẳng may bị bệnh chết mất. Vì tiếc vàng nên phải đọa làm thân con rắn độc ở ngay nhà mình để coi 7 lọ vàng. Trải qua lâu năm, nhà ấy bị mục nát hư hỏng, con rắn ấy cũng chết. Bởi linh hồn rắn còn tham tiếc vàng nên bị đọa làm thân rắn một lần nữa. Chừng vài muôn năm quanh quẩn coi giữ trên đống đất chôn vàng, coi giữ mãi thấy không có ích gì, sinh lòng chán ghét, thầm nghĩ như vậy: Ta vì tham tiếc số vàng nên phải chịu thân thể xấu ác, vậy đem số vàng này cúng vàng để cầu cho ta đời đời được nhiều phước tốt lành trên cõi nhân thiên. Nghĩ xong bò tới bên lề đường, lẩn thân trong đám cỏ, chợt thấy một người đi qua lớn tiếng gọi. Người ấy nghe tiếng gọi đứng lại nhìn xung quanh, không thấy ai, lại bắt đầu đi. Con rắn liền bò ra giữa đường gọi rằng: Này bác kia ơi, bác lại gần đây, tôi nhờ bác việc này. Người độc ác như vậy gọi ta làm chi? Lại gần để hại ta hay sao? Phải, tôi ác như thế này, nếu không lại tôi sẽ tác hại đấy. Người đó tuy sợ nhưng cũng phải đến gần. Rắn nói: Nhà tôi có lọ vàng, muốn nhờ bác đem đi cúng vàng cầu phước. Bác có thể hộ tôi được không? Nếu không hộ tôi sẽ cắn chết. Vâng, tôi xin giúp, không sao. Rắn dẫn ông này về đống đất chôn vàng, bảo ông bới lên một lọ rồi nói rằng: Bác mang vàng này đến chùa cúng vàng và lấy ra một ít, nhờ bác bán lấy tiền mua gạo và các món ăn hoa quả làm cơm chay cúng sư tăng. Định ngày nào cúng thì mang một cái gậy đến đây khiêng tôi đến chùa. Người ấy mang vàng đến chùa đưa cho ông Tăng Duy Na và nói lý do như trên cho ông nghe. Ông Duy Na cười nói: Rắn độc sao lại biết cúng vàng như vậy, muốn cúng tôi sẽ định ngày cho. Thưa ngài, hôm nào ngài cho biết trước để tôi sửa soạn. Ngày 15 tới là ngày trai, cũng là ngày sám hối, cúng ngày đó công đức vô lượng. Dạ, xin phép ngài tôi về để thu xếp công việc.
Tới ngày nói trên, ông mang một cái gậy đến. Rắn thấy ông vui vẻ hỏi han, rồi quấn mình vào cái gậy, phủ cái chăn chiên lên trên cho người ta khỏi nhìn thấy. Đi đường gặp người hỏi: "Ông khiên cái gì đẹp vậy?" Ông yên lặng không trả lời. Họ lại hỏi: "Ông khiên gì đẹp vậy?" Họ hỏi đến ba lần, ông vẫn làm thinh không trả lời. Rắn thấy ông không trả lời, giận quá, nghĩ như vậy: "Anh này dở quá, người ta trịnh trọng hỏi đến ba lần mà không nói, thật là ngu si quá." Nghĩ như thế thì độc tâm lại càng bộc phát, định nhả độc phun chết ông. Xong lại nghĩ thầm: "Người này vì ta làm phước, ơn đó chưa trả, vậy ta nên nhịn đi." Một lát đi tới chỗ đất không đồng vắng, rắn tự nói rằng: "Bác để tôi xuống đây." Vừa để xuống, rắn mắng rằng: "Con người ta có mồm để nói để ăn, anh có mồm để làm gì? Mà người ta hỏi đến ba lần không nói, anh ngu si quá." Ông nghe rắn mắng, nhưng tâm không có giận, tự hối hận một vẻ khiêm tốn và xin lỗi. Rắn lại dặn rằng: "Từ đây trở đi, anh không được như thế nữa, ai hỏi phải nói đàng hoàng." "Dạ, từ nay tôi xin thọ giáo, không dám như trước nữa." Khi đến chùa để rắn trước giảng đường, vừa đúng thời trai chư tăng, ông đứng ở lối kinh hành. Rắn sai ông dâng hương cúng sư tăng. Rắn nhìn ông dâng hương bằng cặp mắt thành kính tín ngưỡng, không hề chớp mắt. Khi tăng chúng đi diễu quanh tháp, rắn sai ông dâng nước và dương đôi mắt cung kính quan sát. Chư tăng dùng cơm xong thuyết pháp cho nghe như sau: "Bố thí cúng vàng được phước báo giàu sang, thân hình khỏe mạnh, giữ được sinh nhân thiên hưởng phúc tốt lành, thấy Phật và sư tăng hoan hỷ chiêm bái thì được thân tướng đoan nghiêm tươi đẹp. Keo sẻn tích trữ không chịu bố thí thì đọa làm loài quỷ đói, tâm tham độc sân si bị loài thú độc trùng trăng rắn." Rắn nghe xong vui vẻ thưa rằng: "Kính thưa đại đức, mời ngài đến chỗ con ở, hãy còn 6 lọ vàng nữa xin cúng để cầu giải thoát." Ông Duy Na theo rắn và người hộ việc cho rắn đi lấy hết 6 lọ vàng đem về chùa dâng lên Tam Bảo, làm lễ cầu nguyện hưởng phúc cho rắn. Nhân sự cầu nguyện ấy và phước cúng vàng, rắn chết được lên cõi trời Đao Lợi. Tới đây Phật thuật lại rằng: "A Nan, ông nên biết người khiêng rắn ấy há phải ai đâu, chính là tiền thân của ta đấy. Rắn độc thuở đó nay là ông Xá Lợi Phất." Ngày ấy ta bị rắn mắng trách còn tự hổ thẹn và xin lòng khiêm hạ. Không những thế, ta đối với tất cả muôn loài đều coi bình đẳng, cho đến nay không thoái chuyển. Khi đó tôi và các vị tỷ kheo nghe Phật nói xong, ai nấy đều kính phục tâm bình đẳng khiêm nhường của người, một lòng lễ kính bái tạ lui ra.